cái việc đi xuất khẩu lao động hiện nay thì nó cũng có rất nhiều vấn đề, tiền mất tật mang cũng có, nhưng mà nó là cái đời sống của đa số gia đình bà con nông dân mình. Chọn cái kèo nào ngon hơn, có tương lai hơn thì mình phải tính toán ngay từ đầu. Chào các bác ạ. Giờ thì nhiều gia đình và các bạn trẻ, bạn nhỏ chọn cái con đường là xuất khẩu lao động thay vì đi học cao đẳng, đại học, ngành nghề nào đó. Nhà em thì cũng có hơn chục đứa cháu rồi. Giờ có anh chị thì cũng chọn cái con đường này cho cả ba đứa trong nhà. Thì thực sự thì cái quá trình này ấy, khi mà sự việc nó diễn ra rồi, đi rồi, làm rồi, kết quả thu nhập nhiều ít rồi mới rõ được cái quyết định lựa chọn là đúng hay sai thôi. Nhưng mà em xin phép chia sẻ một số cái quan điểm cũng như là cái thông tin để mọi người có thể tham khảo mà thảo luận. Vì như những gì em thấy thì cái việc mà lựa chọn ban đầu này nó sẽ quyết định rất lớn đến cái tương lai con em mình. Và cái việc đi xuất khẩu lao động hiện nay thì nó cũng có rất nhiều vấn đề mà nếu như mình không xem xét kỹ là cũng rất mệt mỏi ấy. Tiền mất tật mang cũng có, và nếu cái chọn cái kèo nào ngon hơn ấy, có tương lai hơn thì mình phải tính toán ngay từ đầu. Thì xuất khẩu lao động ở ta nói thẳng ra là đi bán sức. Những nước họ nhập khẩu lao động là để làm những cái công việc mà người dân họ không làm hoặc thiếu. Thì hiện nay thường là theo ba dạng. Thứ nhất là dạng lao động phổ thông, bên kia họ cần gì thì họ thông qua các cái trung tâm môi giới tuyển dụng làm hồ sơ, đóng phí, học giao tiếp cơ bản, tập huấn ngắn hạn rồi qua làm những công việc tay chân như là xây dựng, nông nghiệp. Cái này thì nhiều người đi về rồi, và thời điểm kinh tế ngon, tỷ giá đồng tiền ngoại tệ so với Việt Nam đồng nó cao thì cái tiền lương chắt bóp chi tiêu tầm tiệm mang về Việt Nam nó còn có giá và có dư so với cái việc làm trong nước, đúng không? Còn với cái tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay ấy, thì tỷ giá tiền tệ rồi lạm phát nữa thì có vẻ cũng hơi căng á. Làm thì không dư bao nhiêu. Thứ hai là cái diện qua đào tạo nghề theo chương trình liên kết đào tạo giữa Việt Nam và các nước đang cái dạng mà trao đổi lao động theo đơn hàng của các doanh nghiệp ấy. Và thứ ba là gắn một cái nghe oai hơn, đó là du học nghề. Thì cái từ du học nghe cho sang, chứ thực chất là qua đó học tiếng, thường là một năm sau khi học tiếng xong thì là thi tiếng nha, đậu tiếng rồi mới thi chuyên ngành. Mà đa số sẽ là những cái ngành nó đơn giản để làm những công việc mà lao động sở tại họ không làm như em nói ấy. Và họ cần thì họ thông qua cái dạng hỗ trợ học phí để học sinh mình qua học rồi làm những công việc đó. Chứ còn những cái ngành xịn thì nói thẳng ra là không có cửa đâu. Chúng ta cứ xem cái học các cái chương trình học bổng đúng nghĩa của các cái trường đi, của các cái trường trên thế giới ấy, thì gần như tất cả phải xét theo trình độ, năng lực học hành của sinh viên và phải thật là giỏi, đủ tiêu chuẩn mới giành giật được những cái suất học bổng này. Và người ta cấp cũng chỉ vì cái danh tiếng của trường họ và thu hút nhân tài cho nước người ta đầu tiên, rồi mới đến cái mấy cái ý nghĩa là nhân văn rồi hỗ trợ tài năng này nọ. Còn đã là du học sinh ấy, thì thôi, vì cơ bản ấy, đã đụng đến du học là phải có điều kiện. Những gia đình mình có điều kiện, có tiền ấy, thì người ta mới nghĩ đến cái khái niệm du học, vì bản chất là đi học mà. Còn cái du học trong cái vụ để mà đi xuất khẩu lao động ấy, nó không có, theo em thấy thì nó không có màu hồng như là vậy đâu. Nhiều em nhìn đơn hàng lao động ấy, trong đó có nói là cấp học bổng du học, qua học tiếng một năm xong vào học nghề, nhưng qua đó không cày thì lấy gì mà sống để mà học. Mình con nhà nông, nhà có tiền không? Sang đất khách quê người, đâu chỉ có học không đâu, phải cày để sống thì dễ gì đảm bảo cái học hành ngon được. Còn nếu gia đình thực sự có điều kiện ấy, thì chả cần thiết phải chọn cái học bổng du học nghề này, thì cứ bỏ tiền ra rồi đi học, rồi là xin việc được thì đi làm. Sau này chán về nhà có điều kiện, cha mẹ mua xe, nhà mua xe cho thì tạo điều kiện cho làm ăn rồi đi làm, thì để mà có cuộc sống, đảm bảo cuộc sống thì nó cũng chẳng có áp lực gì lớn đâu. Bởi vì mình có những cái gọi là hạng mục tài sản cố định cơ bản cha mẹ để lại thì nó dễ mà, đúng không? Thì quay trở lại dạng xuất khẩu lao động theo cái hình thức là có đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn thì em xin chia sẻ kỹ hơn về cái này, vì dù sao thì nó cũng có cái cửa sáng hơn, theo em là vậy. Thì tại sao nói như vậy là các bác thử nghĩ đi. Nếu như xuất khẩu lao động phổ thông bình thường thì hợp đồng lao động thường là 3 năm, 5 năm, đúng không? Ai muốn hoặc là có sức gia hạn tiếp
thì gọi cho là 8 năm 10 năm đi, may mắn không có ốm đau bệnh tật thì cũng cầm được cục tiền. Nhỏ thì không nhỏ mà to thì cũng không to lắm đâu. Nhưng rồi biết làm gì? Đầu tư thì chắc gì thành công. Mà tích góp tiết kiệm thì phải tính đến cái trượt giá. Ở bên đó làm bóp mồm bóp miệng gửi về Việt Nam thì thấy nó nhiều. Chứ thử chi tiêu xem mua chai mắm chai tương xem giá bên nó bên giá bên bên đó thế nào. Tiêu thì là hết mà dè sẻn quá thì không có sức mà làm. Toàn những công việc nặng nhọc cả mà. Cơ thể còn trẻ, còn sung, bệnh tật nó chưa phát ra thì nghĩ là được. Nhưng chính những cái cố quần quật đó sau này tuổi mình gánh, trong khi ngoài cục tiền khi cóp ra bản thân không có cái gì. Tuổi thì bắt đầu không còn trẻ. Nghề thì chẳng có vì bao nhiêu năm qua đó làm công việc tay chân đơn giản vậy. Cái chứng chỉ ngắn hạn ban đầu kia về cũng khó, rất khó xin được việc ở quê nhà. Còn bắt đầu lại từ đầu thì hơi căng. Em biết nhiều người bạn bè rồi là người thân sau này về đi một thời gian về giờ thực sự là mất phương hướng. Vậy thì giữa cái việc đi theo dạng là lao động phổ thông và cái việc mình chọn một cái nghề nào đó đăng ký học ở các cái trường trung cấp cao đẳng nghề. Nếu muốn đi xuất khẩu thì chọn cái chương trình liên kết đào tạo tiếng nghề trong nước kết hợp thực tập có lương ở nước ngoài. Xong cái chương trình đào tạo mà muốn đi làm ấy thì ký hợp đồng lao động. Hết hợp đồng mà muốn làm tiếp thì cũng gia hạn. Còn về thì cũng có cái bằng chính quy trong tay thì xin đâu cũng được. Đấy, bây giờ thì mọi người đều biết là Việt Nam mình thừa thầy thiếu thợ. Rất là thiếu những cái lao động đã qua đào tạo. Đấy, ít nhất một cái ông truyền trưởng trong một cái xưởng thôi mà đã có đào tạo là người ta làm cái vị trí truyền trưởng nó cũng khác với những người công nhân mình còn lại bình thường. Em không có ý phân biệt gì đấy nhá. Mà khi đó là ta đã có kinh nghiệm làm việc nước ngoài đúng không? Có ngoại ngữ thì sau này về lại các công ty Việt Nam hoặc là các công ty nước ngoài ở Việt Nam. Đấy là họ cái cửa để làm việc và cái cửa mà đi đi lên trong cái nghề nghiệp ấy, trong cái công ty lên quản lý này nọ nó cũng cũng có cửa nữa. Và các cái chương trình nghề hiện nay ấy, thì thường là đào tạo rất là nhanh, nhẹ tiền và nhẹ học. Nó sẽ vừa sức với cái khả năng học hành và cái điều kiện kinh tế của con em nhà nông mình. Đấy thì đó, giữa các cái kèo đi xuất khẩu lao động hiện nay có những cái kèo tương đối là an toàn như vậy. Tuy nhiên thì nó cũng phải có cái sự đầu tư về thời gian và học hành và chi phí nữa một chút. Không nhiều đâu, theo em thì cũng không nhiều đâu. Thì cái nước hậu nó sẽ ok hơn, nó sẽ sáng hơn. Đúng không? Đấy, vậy thì cũng nên là cái câu chuyện hôm nay thì nó hơi xa so với cái chuyện làm nông nhưng mà nó là cái đời sống của đa số gia đình bà con nông dân mình nên em mạn phép được chia sẻ. Thì còn các bác nghĩ sao về cái vấn đề này?